Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ lặn nổi tiếng nhất và chắc hẳn cũng có nhiều bạn đã đoán ra đúng không ạ? Vâng, đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Submariner. Rolex Submariner nổi tiếng là một cái nguyên mẫu của những chiếc đồng hồ thợ lặn. Điều này thì có lẽ là ai cũng biết. Thiết kế mạnh mẽ cùng với những chức năng táo bạo cái thời điểm bấy giờ đã nhanh chóng đưa Submariner trở thành một hiện tượng, một vấn đề quá nóng bỏng trên thế giới. Và đây, như các bạn đang thấy, trên tay tôi chính là chiếc Rolex Submariner 116610 LV được ra đời năm 2010, thay thế cho phiên bản kỷ niệm 50 năm ra mắt. Và trái ngược với cái màu đen truyền thống, chiếc Submariner 116610 này thì lại có một cái màu xanh khá là sặc sỡ, tới từ vành bezel cho đến mặt số. Nếu như các bạn tinh ý thì chiếc đồng hồ này sở hữu chính cái màu xanh đến từ thương hiệu Rolex. Và cái tên thú vị được đặt cho chiếc đồng hồ này cũng khá là lạ lùng, The Hulk, người khổng lồ xanh, một nhân vật viễn tưởng bước ra từ truyện tranh cũng như là thế giới hoạt hình. Và chúng ta thì cùng khám phá cái lớp vỏ chiếc đồng hồ này ngay sau đây nhé. Chiếc đồng hồ này thì có cái kích thước là 40mm, kích cỡ rất hoàn hảo dành cho cổ tay nam giới, trong đó có tôi. Như tay tôi là 16,7cm, đeo rất là đẹp và hợp. Đây, như các bạn thấy, tôi sẽ thử mở ra cho các bạn xem. Rất là vừa vặn. Và đây, như các bạn đang thấy, chiếc đồng hồ này thì khi tôi đeo lên ý, thì lắc, tức là tai càng của chiếc đồng hồ không bị tràn ra ngoài. Size lý tưởng cho những, theo tôi thì size 40mm của Submariner này thì rất là lý tưởng cho những người sở hữu cổ tay từ 16,5 trở lên. Tuy nhiên, những bạn có cái cổ tay xấp xỉ 16 hoặc là thấp hơn một chút, nếu quá yêu thích cái dòng đồng hồ Submariner này thì theo tôi vẫn nên trải nghiệm. Và về chất liệu vỏ của chiếc đồng hồ Rolex Submariner 116610 này thì có gì đặc biệt? Vâng, vỏ của chiếc đồng hồ này thì được làm từ thép không gỉ, tất nhiên rồi, chất liệu quen thuộc của các thương hiệu đồng hồ cao cấp. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy thì đã không có gì đáng nói về vỏ chiếc Rolex. Tất cả những người yêu đồng hồ đều có thể biết rằng Rolex đã sử dụng một loại thép mà không thương hiệu nào có, đó chính là thép không gỉ 904L. Nếu như so sánh thép 904L với 316, ta dễ dàng nhận thấy một điều rằng thép 904L vượt trội hơn hẳn so với độ bóng, độ cứng và tính chống ăn mòn cao hơn so với thép 316 thông thường. Không chỉ có vậy thì thép 904 còn sắc sảo và tôi cảm thấy nó có phần chất hơn. Rolex đã rất chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình chế tạo thép không gỉ 904 này. Đây, như các bạn đang thấy, có một cái câu hỏi đã được đặt ra là với ưu điểm vượt trội như vậy thì tại sao các thương hiệu khác lại không sử dụng thép 904L mà vẫn tiếp tục sử dụng thép 316? Câu trả lời thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì thép 904 này thì được chính Rolex phát minh ra, và hiện tại cái công thức để tạo ra thép 904 này vẫn được thương hiệu này giữ kín. Ngoài ra, để tạo được cái thép 904 này thì cũng đồng thời với cái việc là rất là khó khăn trong quá trình gia công và chế tác. Để có thể tạo nên cái chất thép này, Rolex đã phải đầu tư rất nhiều vào thời gian, máy móc, nhân công, kỹ thuật. Có thể nói cái chất liệu này đã cực kỳ đặc biệt, là một trong những điểm sáng trong cái dòng lịch sử hào hùng của Rolex tính đến cái thời điểm hiện nay. Ngoài ra, đồng hồ có sở hữu cái phần dây Royster. Đây, phần dây Royster như các bạn thấy, Việt Nam chúng ta thường gọi là mắt xe tăng. Nó là các cái mắt như này, nó sẽ phân biệt được với hai cái kiểu mắt còn lại của Rolex, đó chính là dây President và dây Jubilee. Thì cái phần dây này của Rolex Submariner được hoàn thiện bằng cách mài xước rất công phu với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ full cast cùng với bộ khóa Oyster Lock. Đây chính là khóa Oyster Lock, với đây là khóa Oyster Lock ngăn cho việc mở khóa ra bất ngờ và có thể làm rơi đồng hồ. Cùng với đó thì chính là cái hệ thống Glide Lock
cho phép đồng hồ có thể được đeo trên cổ tay một cách thoải mái nhất. Đây, như thế này, đây chính là hệ thống Glide Lock. Chúng ta có thể tự chỉnh cái khóa Glide Lock này mà không cần bất kỳ một cái tool ngoài một cái tool nào khác. Cái chiều dài của cái Glide Lock này, cái khóa Glide Lock này có thể lên tới một cái mắt khóa này. Đây, như các bạn đang thấy, tôi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta phải đẩy cái khóa lên, ấn lên này, ấn lên nhá, ấn xuống là đẩy khóa lên và đẩy về phía dưới đó. Đây, như các bạn thấy, tôi đẩy về phía dưới đây, đẩy về phía dưới này, cơ chế trượt này đó, các bạn thấy. Và khi các bạn ở một cái điểm cố định rồi thì các bạn nhấc đầu lên và ấn tạch xong đó, tùy chỉnh theo ý muốn. Đấy chính là công dụng của hệ thống khóa Glide Lock hiện đại của Rolex như này đó. Tuy nhiên thì cái điểm đặc biệt nhất ở chiếc đồng hồ này thì có lẽ là phải kể đến cái vành bezel màu xanh là cây sẫm. Đây, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây, cái vành bezel gốm Cerachrome thì được chế tác từ bột zirconium dioxide trắng, sau đó được trộn với cả các chất tạo màu để tạo được cái màu sắc xanh lá cây như các bạn đang thấy đây đó. Tiếp theo đó thì để được tạo được hình tại khuôn với cái nhiệt độ rất là cao và được nung tại nhiệt độ tới tận 1500 độ C thì cái vành bezel này sẽ cứng lại và cho ra cái màu sắc cuối cùng. Tiếp tục, vành bezel hoàn chỉnh của đồng hồ sẽ được phủ một lớp platinum mỏng thông qua quá trình PVD, mạ PVD bao phủ phần chữ số được chạm khắc. Và Rolex đã rất khéo léo khi đặt một cái viên ngọc trai, đây vị trí viên ngọc trai, đây chính là vị trí viên ngọc trai, để đánh dấu mốc khởi đầu cũng là điểm cuối cùng của vành bezel, khiến vành gốm Cerachrome trở nên hoàn hảo và đặc biệt hơn bao giờ hết. Và về mặt chức năng, vành bezel của đồng hồ chỉ xoay theo một cái hướng để căn thời gian ở dưới nước khi lặn. Cơ chế của chiếc đồng hồ này, cơ chế hoạt động của cái vành bezel này như sau. Khi tôi xuống nước ở lúc 12 giờ, và đây tôi sẽ chỉnh đồng hồ về 12 giờ cho các bạn thấy nhé. Đó, tôi đang ở góc 12 giờ, đây đồng hồ đang ở góc 12 giờ. Bình dưỡng khí của tôi cho tôi 25 phút sống sót. Tôi sẽ xoay bezel sao cho viên ngọc trai ở vị trí O Luminous tròn số 5. Và đây tôi sẽ xoay cho các bạn thấy. Rồi. Và đây. Tại vị trí này, vị trí viên ngọc trai và O Luminous số 5. Và bây giờ tôi sẽ nhảy xuống nước. Tất cả đều tối như những gì các bạn đang nhìn thấy đây. Chỉ có ánh đèn luminous của trên mặt số chiếc đồng hồ này là còn ở lại với chúng ta mà thôi. Bạn yên tâm lặng cho đến khi kim phút của đồng hồ gần chỉ đến số 5 này. Và đơn giản, vành bezel của Rolex chỉ có tác dụng là như vậy. Tiếp theo là chúng ta đi đến phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số thì luôn được mệnh danh là gương mặt đại diện của mỗi một chiếc đồng hồ. Rolex vốn rất nổi tiếng với cái thương hiệu của những chiếc đồng hồ có mặt số không quá phức tạp, mà ngược lại rất đơn giản và thanh lịch. Tuy nhiên, nếu như nhắc đến mặt số nói riêng và ngoại hình đặc biệt của Submariner Hawk nói chung, có lẽ ta sẽ tốn rất nhiều thời gian và giấy mực. Đầu tiên, chiếc đồng hồ sở hữu mặt số màu xanh là cây sẫm, trải tia, rất hợp với vành bezel của đồng hồ. Màu xanh là cây cũng chính là cái lý do vì sao chiếc đồng hồ còn được biết đến với tên là Hawk, người khổng lồ xanh. Trang trí trên mặt số là các cặp luminous phát quang của dáng tròn, dáng baguette tại mốc 6 giờ và 9 giờ, cũng như đó là hình tam giác tại góc 12 giờ. Kim hiển thị được thiết kế dạng Mercedes, kim phút hình bút chì, cùng với đó là kim dây chuyển động rất là mượt mà, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây. Vận hành bởi bộ máy tự động 3135. Toàn bộ các cọc số và kim hiển thị đều được thiết kế dưới dạng rỗng, bên trong có chứa chất phủ dạ quang, cho phép người sử dụng có thể theo dõi thời gian ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ngoài ra, đồng hồ còn sở hữu chức năng báo ngày, được hiển thị thông qua một cửa sổ nhỏ đặt tại góc 3 giờ như trên tay tôi đang chỉ đây. Với thiết kế đen trắng tối giản cực kỳ dễ đọc, Rolex
cũng hỗ trợ người sử dụng một tròng kính Cyclops. Tôi hay gọi đây là kính lúp giọt lệ hay là kính lúp giọt mưa, tùy từng sở thích của mỗi người đọc nó như nào. Tuy nhiên, hãng đưa ra đây chính là tròng kính Cyclops, đặt ngay trên cửa sổ ngày, phóng đại lịch lên tận tới 2,5 lần, giúp chủ nhân của những chiếc đồng hồ có thể theo dõi thời gian rất dễ dàng và nhanh chóng. Đặc điểm cuối cùng, tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua, đấy chính là biểu tượng vương miện ở trên mặt số đây, cũng như là tên thương hiệu được đặt tại góc 12 giờ. Khả năng chống nước của đồng hồ là 1.000 feet, tương ứng 300 mét. Tin tôi một điều là các bạn không thể cùng chiếc đồng hồ này xuống tới độ sâu đó đâu, vì ở tại độ sâu đó thì người chúng ta sẽ nát trước cái đồng chiếc đồng hồ này. Tiếp tục, đó chính là chúng ta sẽ đi qua đến cái cỗ máy của chiếc đồng hồ. Thật là đáng tiếc khi Rolex cũng không bao giờ chế tác một mẫu đồng hồ nào có hở máy đằng sau. Cũng đơn giản thôi, Rolex thì là một thương hiệu đi vào tính thực dụng. Rolex làm những cái cỗ máy nó bền bỉ, chính xác. Tuy nhiên, họ không trang trí quá nhiều cho cái cỗ máy của mình. Thế nên là họ làm đáy đóng như này là cũng đúng thôi. Bên trong bộ vỏ của Rolex Submariner H là cỗ máy tự động mang mã hiệu là Caliber 3135. Cỗ máy này thì được phát triển và sản xuất bởi Rolex, một trong những cỗ máy đồng hồ chính xác nhất và là tiêu biểu nhất cho thương hiệu Rolex này. Cỗ máy thì sở hữu cái hệ thống dây tóc xanh Parachrome, và cũng giống như mọi cỗ máy Rolex Perpetual khác, Caliber 3135 cũng phải được chứng nhận Super Chronometer dành cho đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp, vượt qua rất nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt của COSC. Tôi, đối với cá nhân tôi thì tôi rất mong chờ ở tương lai một chiếc Rolex Submariner sử dụng cái cỗ máy mới nhất của Rolex một lịch, đó chính là cái cỗ máy 3235 hiện đang sử dụng cho những chiếc đồng hồ Day-Date 2, 126331, 126333 và 126334. Thì cái cỗ máy 3235 hiện tại mới nhất này thì ngoài những cái cải tiến nhỏ về trang trí và dây tóc cũng như là các vị trí vít khác nhau một chút thôi, thì cái đáng nói nhất đó chính là cái thời lượng cót lên đến 70 giờ thay cho việc là chỉ xấp xỉ 50 giờ so đối với những cái cỗ máy 3135 hiện tại. Nếu khi sử dụng cái cỗ máy 3235 này thì bạn có thể bỏ chiếc đồng hồ ra từ thứ 6 và đến tận thứ 2 bạn đeo lên, chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục hoạt động. Đấy là một cái ưu điểm mà tôi rất là chờ đợi trong tương lai Rolex Submariner với một cỗ máy 3235 như tôi vừa nói tới. Có thể nói một điều là Rolex Submariner H là một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Rất nhiều người cũng có cái cảm nhận này giống như tôi. Một số người cho rằng cái sắc xanh lá cây của GH là một cái trở ngại lớn trong việc chọn trang phục. Nhưng đối với tôi thì tôi nghĩ đây là một điều hoàn toàn sai lầm. Cái màu xanh của Submariner H là một cái màu xanh lá cây sẫm, rất là khỏe khoắn và trẻ trung. Đối với những người như tôi cũng khá là trẻ thì phối đồ, kể cả như tôi mặc những bộ quần áo lịch sự trang trọng hay là dù là hoặc là kết hợp với cả sui vest thì đều hợp. Tuy nhiên là Submariner này theo tôi là hợp nhất đó thì khi chúng ta kết hợp với những bộ đồ phủi, bộ đồ mang tính thể thao, thời trang đi biển thì nó có lẽ là sẽ phù hợp hơn. Không chỉ có vậy đâu, đặc biệt đối với cái truyền thống văn hóa của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, việc lựa chọn những chiếc đồng hồ ví dụ như chiếc đồng hồ Submariner H màu xanh lá cây này thì nó còn chịu một cái yếu tố nữa theo tôi nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là yếu tố phong thủy. Cái màu sắc xanh này của Rolex là một sự lựa chọn rất hoàn hảo đối với những cái quý ông hoặc là với những quý bà thích màu xanh vì là mình có mệnh mộc. Sắc xanh mạnh mẽ của Rolex Submariner này là sự lựa chọn rất hoàn hảo cho những quý ông có mệnh mộc, thủy và hỏa. Lựa chọn một màu sắc phù hợp với ngũ hành thì đồng nghĩa với chúng ta luôn luôn có một cái tâm niệm là có thờ có thiêng có kiêng có lành, và đó cũng là một cái cách luôn luôn để chúng ta tự an ủi hay là trong tương lai sẽ gặp nhiều điều may mắn trong công việc, tình duyên cũng như là những mối quan hệ xã hội. Đấy. Như tôi thì tôi cũng rất thích đeo những chiếc đồng hồ phong thủy, và nếu như nó hợp với tôi thì tôi lại càng thích đeo nó hơn. Tuy nhiên, một cái điều mà ít ai để ý khi sử dụng
những cái chiếc đồng hồ này, đó là âm thanh đến từ những chiếc đồng hồ. Điều may mắn đối với tôi là tôi có cơ hội để được cầm qua nhiều chiếc đồng hồ, từ những chiếc đồng hồ Dress Watch đến những chiếc đồng hồ lặn. Thì với cái chiếc Submarine này, tôi có một cái cảm nhận riêng về cái những cái âm thanh mà nó đem lại cho tôi, đó là chính là cái những âm thanh xoay vành bezel, âm thanh tách khóa, nhưng đối với tôi cái việc được nghe những âm thanh từ chiếc đồng hồ này thì mới thật sự là một cái trải nghiệm mà tôi không có được từ những cái thương hiệu khác, kể cả là Patek Philippe hay là Vacheron Constantin. Từ xoay vành bezel này, những ngân khóa, tiếng tích tắc của đồng hồ, cảm thấy là rất Rolex. Tôi mỗi cảm nhận là như thế thôi. Nếu được chọn lựa, bạn có chọn một chiếc Rolex Submarine xanh thay cho một chiếc Rolex Sub thông thường hay không? Nếu các bạn cũng yêu thích đồng hồ, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn.